Nhân kỷ niệm 107 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2024, sáng nay, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng và trao tặng kỷ niệm chương các ngành xây dựng Đảng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đợt này, toàn Đảng bộ Khối Dân chính Đảng thành phố có 18 đảng viên được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, hai đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ba đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố tin tưởng các đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực của mình vì sự phát triển chung của Đảng bộ khối của thành phố Hồ Chí Minh và đất nước, làm lan tỏa niềm tin, lý tưởng của mình đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là những bạn trẻ trong và ngoài khối, tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng cho rằng cái giữ gìn, phấn đấu giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người đảng viên là một việc có lẽ suốt đời, và chúng tôi cũng tự nguyện những cái điều đó là cái điều tâm huyết của mình, không những cho mình, cho gia đình mình, trong những cái điều kiện nhất định mà thành phố rồi thành ủy nếu thấy rằng có cần thiết tham gia những đóng góp về phía cá nhân, về chuyên môn của mình thì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng đến 19 đồng chí, kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng đối với 7 đồng chí. Dịp này, một đảng bộ cơ sở và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023 đã vinh dự đón nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.